Thôi để lại chân cuối cho hai anh em coi. Cũng như cái duyên số thôi. Ông Bảy Mơ tức lắm, chạy đó chạy lại. Trời ơi, ông Bảy Mơ tức lắm hả? Không, cái đó cũng phải chúc mừng cho anh có chứ. Đúng rồi, tại vì ông Bảy Mơ quá trời, người này quá trời. Nghe đi, đúng không? Người ta có xuôi, có nhà, có cửa. Người ta đến với mình là vì cái gì không? Nó có suy nghĩ chưa? Em sợ nó là biết gì không? Sợ là như là cái cục vui của nó thôi. Nó đến với em là chỉ là em sẽ nghĩ là cái cục vui của nó thôi, chứ có bánh bèo thôi, chứ nó biết nó có thương chung thủy không, hay là nó chắc chắn là thương mình không? Tại mình là khổ, nhưng mình không có tài sản, không có cái gì chứ. Bản thân mình lo chưa xong nữa. Mình sợ biết nó tới của mình là công cái cục vui của nó thôi. Mình suy nghĩ gì thôi. Cũng đúng. Nhưng mà sau mà hai ngày tìm hiểu mà đã có thử lửa với nhau rồi thì anh có thấy sao? Thiệt. Anh như anh nghĩ là rồi như thế anh gì đó chứ anh nghĩ sao? Không, ý em hỏi là anh nghĩ về cái sự mà cũng như là của cái người kia đó. Nhìn nhận anh sao? Cảm giác mình với Nam không à? Qua người phụ nữ đó mình thấy sao, như thế nào không? Trên cả tuyệt vời lắm ạ. Hả? Sao rồi vừa rồi lúc trước ông kể nói không mặn mà, mà sao cái này tịch hả? Mà là hồi đó như em nói là em đi đồng lô tô, em ở với chuyên gia là em ở với bông thôi mà. Đó. Thì cũng như là vợ chồng rồi tới chiều quay dọn nó trang điểm lên với cấu nó ca hát, còn em thì đứng chân hàng bixi em bán. Rồi tới giảng xong rồi tới 10 giờ giới nghiêm rồi đem đặt hàng quá rồi vô cái tắm rửa hai đứa vô ngủ bình thường vậy thôi, cũng như vợ chồng ruột vậy thôi. Rồi mình tính là định đi đâu không, đi chuyến nào với người đó không, đi cũng chơi không? Bây giờ là chưa có chắc chắn đi đâu chứ. Chưa hả? Nó cũng là em cũng suy nghĩ là cũng nát óc rồi mà không biết nghĩ gì sao. Em bây giờ em gối luôn á. Tự nhiên cái nói chuyện với nhau cái tự nhiên cái mến với nhau cái sao mà lẽ ta mới có mấy ngày đây mà ông tôi không có vô đây rồi ông thử lửa rồi. Em cũng không sao lẽ vậy, em cũng không có gành nữa. Như là chắc chắn em chính là em ra em kiếm điếu thuốc em hút, bây giờ lúc tới luôn không hết thuốc rồi. Rồi em mới mở cửa gạo ra, em chính ngủ không hết thuốc cho ngủ. Em mở cửa gạo em đi đắng uống cà phê vì nó nằm trên võng á, em cũng đâu có quan tâm đâu. Thứ ba bánh bèo rồi anh mít có xào bằng lớp, em không có hỏi chuyện rồi ở đâu đâu, nhưng tự nhiên cái em ngồi kêu ly trà đường chứ có thuốc em đúng không mà. Cái nó nhìn cái tự nhiên cái nó lên lên cái nó nổi nó gỗ nhậu rồi sao nó nữa bụng nó gặp chân dữ rồi trời. Cái nhỏ này cũng đâu bánh đào này cũng dữ à, không biết nhau mà cũng tịch quá ha. Rồi nói giờ nhậu gì nhậu, rồi nói giờ em ăn cái gì, cái nó nói cái gì em cũng ăn cho nó, anh ăn gì em ăn nấy. Rồi mới gặp đầu tiên mà nói câu cũng hơi phai bụng nghe, cái đâu nghĩ nó là con gái ở con gái đâu, thấy cái đầu của tóc của nó không đeo đi đôi bông là biết nó sao rồi. Nó tới nó lùi ấy, lại đây nó mới nói, nó cũng ở thời gian nó mới 18 19 tuổi, nó cũng có quan hệ với người phụ nữ rồi ghen tôn gì đó, rồi con người vợ của nó đi có chồng khác, có chồng ở cha mẹ bắt về có chồng rồi nó buồn đó. Rồi thì thôi bây giờ đi thấy cũng mừng ha, rồi để sau đó thì chắc có lẽ là để lại cái trang cuối cho anh Liêm coi. Em để lại cái trang cuối cho anh em coi. Anh Liêm ảnh bự con ảnh
giống Ngọc Sơn là bánh bèo thiếu gì. Giống Ngọc Sơn. Sau này em đâu đánh chánh lãng hoài nè, không để cái trang cuối lên coi. Ừ, cái trang Về cuối cái mà trang hai nào ngày của thử ông lửa đó. xé em để tôi trang rồi cho ông tìm coi. Trời ơi trời, không có cái trang gì mà hai ngày thử lửa đó. Ông giỏi quá, giỏi vậy, 2 ngày mà ông chạm được thử lửa được là giỏi rồi, Dần. quá dữ rồi. Sao đây, để trang cuối lên nha, Cái cho đó ông tìm đấy, coi. cái đó đấy em học hỏi anh Không Liêm gì, 2 ngày thử lửa là sư phụ tôi rồi đó. chứ. Ông là bắt thay rồi chứ. Em biết đâu, vô tình thôi. Vô tình Vô nữa tình là là bí bi kiếp kíp à. luôn á. Em nghĩ đó là kỹ, em nghĩ đó là vậy là con trai với con trai Vậy là đủ cho nhậu hỏi đi, rồi. cho hỏi đi rồi vậy đó, rồi đến với nhau vậy mới có 2 ngày thôi, rồi nghe cái bà lão ấy nói là anh ở dưới đó phải không, dưới này nè phải không, gặp phải không, trời ơi sao dưới đó sao thấy ấy được. Bó tay trời là có đụng đầu không nội, không lưng lại chút quay cái này cười chết luôn. Dương nè, cuộc sống thôi. Bữa nào mà mấy anh vô đây cái là cười muốn chết luôn. Vui, nói chung là cái gì cũng vậy ha, vui mình buồn ha, buồn chứ. Mãi nhau cho nó đỡ buồn. Cái chuyện như là hai anh á là chỉ quan tâm em thôi, có cái gì đâu mà buồn. Không thấy anh được vậy thì cũng mừng cho anh. Chiều chiều nay nó về nói gì đó rồi coi. Tẩy mà muốn cần thiết á thì anh cho số điện thoại ra đây, rồi nó có cái chắc điện cho thoại đó rồi em kêu nó điện. Để coi người đó như thế nào. Chứ thật chắc ra cũng quan tâm, anh nói chung là thật sự mà nói từ đấy giờ anh chơi toàn là thứ dữ không à. Toàn là đánh kiếm không à. Mà sao mà hôm nay là đổi ngược kèo lại bánh bèo. gì nó đến á à. mới đầu em để nào nó là con trai không à, tại vì cái cọc nhũ của nó là không có như các người bánh bèo khác đó, ai tỷ nào con trai không à, mới đầu em nghĩ là con trai thôi, rủ nhậu là bình thường, ai về đây nhậu rồi cái nó mới nói, nó nói hồi đó em cũng có ở với cũng có vợ gì đó, con gái gì đó, rồi sau đó rồi chia tay, rồi nhỏ đó nó có đi có chồng, nó cũng có buồn thời gian, mì gạo còn không, gạo đưa vào bển à, đưa bển đưa cho bà Năm mới nấu ăn, thì em đi làm tối ngày rồi đợi đây rồi mưa gió nó móc meo cho bà gửi rồi đó giờ em ăn bển à. Giờ còn vật dụng còn thiếu gì nữa không, như là cá nhân như của Ôi anh được nữa. rồi anh ơi, thì cũng cảm ơn hai anh rồi. Có cái gì Không nữa mà như bây giờ em nghĩ là thiếu gì rồi, bây giờ không cần gì nữa hết trơn á, cái thì mấy anh giúp đỡ cho em thùng mì gan đó được rồi, thùng mì đó ha, là mì tương á, mì tương hả, ăn em ăn mì tương không à, để chiều chở vô cho 2 thùng. Vậy là có nhiều cái đó rồi, rồi tối rồi còn gì cái nữa không, nước tương nước mắm gì không, còn đầy đủ hết trơn á, tại vì tối cái nó dài đó hai chồng nước chồng lọc gì mì không, uống nước lọc gì không, thường có ở điểm đó ha, không có kiểu như người ta khác mà cái này cũng còn ghê cái cái nữa, đòi hỏi còn cái nữa, cái ca uống nước nó rồi đó, ca nhỏ hả, ca nhỏ cho em cái nữa rồi đó, với bình nước lọc gì không, rồi được rồi này có cái xô được rồi, xô được hả, vậy là cái ca nhỏ uống nước rồi với mày không ha, không cần cái bình nước lọc hết nước rồi sao, nước gì mà nước vậy không tên đó là hả, trời ơi để tao mua cái thùng nước lọc đi. Vậy là không gà là ghế cho bà cô ở sớm đây nấu ăn cho mình đi làm đó ha, rồi mình ăn tối về cái hai vợ chồng với ăn mì, hai chồng hả, kêu hai chồng chứ giờ mới có 2 ngày là hai chồng rồi ha, im ha, hay không phải là bữa đúng là nào phải lấy cái trang cuối này thiệt chứ không phải ông giỡn quên mưu vô kiếm ông đó thiệt luôn mệt á, không nha, mới có ngày ông có này nói dắt đó, như đây ông rồi nói chạy sọt sọt đó, có khi nào ông thấy hai người ở đây ông chạy thẳng vô luôn không, không dám đâu, không dám đâu. Cái gì từ đầu đến hôm nay em bữa hôm em cũng nói thẳng với anh đó, với ông đó tiếng một cái gì mà cái chạch chạch với em là suốt cuộc đời luôn, không có quan tâm không có tới gì chứ. Là kết thúc luôn kết thúc ha, rồi bây giờ kết lại đi, thì bây giờ cũng thấy cái câu chuyện đó ông nói chung là cũng là lạ ha, thôi bây giờ cũng hỏi ông bây giờ là ông kết luận cũng như là bánh bèo và ông U 70 đó là ông thấy người nào tịch hơn, ông U70 á là nó như là tới với em á là chỉ là cái cục vui thôi, vui thôi ha.
Còn cái người Cậu này nào là lên đỉnh núi đâu? cái người này á bánh Cái bèo này á bánh bèo ha. bánh bèo này á là thấy cũng có hỏi tới hỏi lui bữa đó ngồi cái vô chung mùng á, nói bây giờ là em thương anh là cái điểm nào, cái nói là hồi đó giờ em ở dưới bánh bèo cơ mà nó gái ở gái á thì chia tay đó rồi anh buồn. Ý tôi hỏi ông nè, ông kết luận cũng như là ông có như suy nghĩ cũng như là người nào tịch hơn á, U70 hay là cái bèo đó tịch hơn? Người nào lên Đậu cái đỉnh là nó là cái ông kia là 60-70 tuổi, 70 mấy tuổi, à. còn bánh bèo này chỉ có 2 mấy tuổi mà Ôi quan giời. hệ là bánh bèo này tịch không, bánh Ừ. bèo kia Tại chứ. Tịch hơn ha. người ta là vừa ta có một thời gian người ta nhỏ tuổi thiệt, À. ta từng trải cái với người phụ nữ trước kia nữa, À, nó ta từng cũng hiểu trải được ha, hiểu cuộc sống như thế nào cũng như cũng cũng em gian thôi. nan, người ta cũng châm chế, người ta cũng chia Cũng như sẻ em với nè, em nhau ở dưới bông đi, ha. Ừ. em cũng từng có kinh nghiệm, từng trải qua cuộc đó rồi nó sao mà vui kiến, sao gặp bánh bèo này cũng y chang em vậy thôi, cũng vậy vậy thôi. Cùng cảnh ngộ Cùng cảnh nói ngộ, chung là có cái sự đồng cảm với nhau tình đó mới cảm đến với nhau. nhau lẹ như vậy ha, coi như là cũng đã từng trải hết về cái câu chuyện của mỗi người hết rồi, cho nên khi gặp nhau là hiểu Hiểu. đến lẹ. Mỗi khi tiếp chuyện với anh á, anh em cũng đến đây nói chung là mình thấy nó thoải mái lắm, tự Đúng nhiên rồi, á, con người tự nhiên nó có tự vui, nhiên nói chuyện làm gì đó không ngại mình ngùng. cởi mở ra cái gì đó nó Đúng thoải rồi, mái tự nhiên á, thấy nó con người nó tự nhiên nó thoải mái đúng rồi, ha. Cũng như khi nó không phải cái buồn phiền khi nó không được vui ha, đúng rồi, nhưng mà thích có anh có chỗ này là vui vẻ hòa đồng. cái cuộc sống của mình á, tại hồi đó em đi lô tô á, là mình đi phục vụ dân quá, mình nói làm sao mình rửa lời nói sao cho tại sao mình anh ơi mua cho em 2-3 vòng, chị ơi mua 2-3 vòng, mình nói cái sao cho người ta móc tiền người ta mua, mình nói ngọt nó. Hai cái nữa mình nói cọc cằn quá, ai đâu mà mua vòng mình đâu, nó cái là cuộc sống mưu sinh của mình mà. Đấy ta không mua mình không có tiền đâu, mình xây sở này kia đâu. Cho hỏi câu tế nhị chút ha, hay Được. hay quá giỏi quá. Để tôi hỏi ông, như là mới có quen mới có mấy ngày thôi sao mà ông nói làm sao người ta về một mộ ngủ chung với ông đây, Hồi đó quên rồi. ông chỉ tôi cái vài cái chiêu chứ, thấy giỏi quá rồi, chỉ vài chiêu rồi thiệt vô hay đó, tôi nể ông đó. Đâu có chiêu gì đâu, thì nó thích mình thích nó Ấy thôi. sao mà ông nói làm sao mà người ta chịu về cái nhà mồ ngủ chung với ông nè, Có quá gì trời đâu. đỉnh rồi, quá giỏi rồi. Chỉ đây chỉ vài chiêu á, chỉ đi, Có chỉ nửa trang thôi, còn nửa trang giấu lại. anh Lê vẫn còn tập nữa. Tịch cho bằng. Tướng ngon mà bự con đẹp trai đó, bánh bèo thiếu gì nhưng mà người mà ta không có cái khiếu đó rồi sao, còn ông có cái khiếu đó nhưng mà ông giấu. Em là mọi chỉ có người người á, thôi. mọi người á nó cũng có cái khiếu riêng biệt hết trơn á, nó không có cái dân người nào giống người nào hết trơn á, Đúng như thế anh có cái khiếu khác, anh có khiếu khác, em có khiếu khác, còn anh kia có cái khiếu khác thôi. chắc có lẽ là ông giấu lại Gì rồi, không có nhiệt tình với anh em mà quá buồn mà quá. đó cháu ai cũng có khiếu riêng chừng vậy thôi. Thôi bây giờ cái đó là để mình để riêng bên hay sao, mình chia sẻ Để riêng cái gì, ông chỉ đồ nha, thôi để trong đêm có cái chiêu gì coi. thôi thôi để nó đi, để Yếu cho Nguyễn Ngọc đi. Không, mà nói chung là khi gặp anh có là được cái sự là tự nhiên, hỏi gì cũng không có ngại ngùng hết. Và cái thứ hai nữa là anh có ít có đòi hỏi về bất cứ cái chuyện gì anh em đến thì thăm là vui rồi ha. Hai anh đi tới đây là thăm em là em cũng thấy là tật trời. Thật rồi, vui ha, coi như anh em đi ha. Phải cái câu tịch đó, đó. Ok Vậy thì hẹn là bữa nào là chiều nay ha. chiều Rồi nay đi. ok rồi.